chúng ta tôn sư trọng đạo, đương nhiên nhất định đến để nghe kinh, nhất định phải đến để tiếp thọ lời dạy bảo của Phật. Pháp sư giảng đó chẳng có rời khỏi kinh điển, pháp sư giảng đó toàn là ý của Phật, còn Phật giảng đó là ý của cổ Phật trong quá khứ. Cho nên nếu quý vị hỏi Phật Ngài có nói pháp hay không, Phật sẽ nói ta chẳng có nói pháp. Chẳng nói pháp mà đã nói hết 49 năm. 49 năm đó nói những gì? Nói đó là pháp của cổ Phật. Thái độ này cùng thái độ làm nên học vấn của Khổng Tử của Trung Quốc tương tự. Thuật mà chẳng tác tự mình, chẳng có sáng tác, đều là chuyên thuật lời dạy của cổ thánh tiên hiền mà thôi. Cho nên kim Phật trứ thuật, cổ Phật chi sở truyền, tức là đạo lý này. Đây tức là người giảng, người nghe đều có đầy đủ thái độ tốt đẹp. Cho nên Phật tại chỗ này chỉ dạy cho chúng ta, phía dưới đem đạo lý này nói ra. Hà dĩ cố, thị nhân sở thuyết, đường trì giai thị, nhất thiết Như Lai chi sở tuyên thuyết, nhất thiết chư Phật thành thật chi ngữ. Đây là đem lý do nói ra. Tại sao chúng ta tôn kính người nói pháp? Tại sao phải tin cái pháp được nói đó mà phải y giáo phụng hành? Người thuyết pháp họ nói đó đều là chư Phật cho nói, chẳng phải chính họ tự nghĩ ra. Nếu như lấy cái ý của chính họ để nói thì vấn đề sẽ nảy sinh ra rất nhiều, rắc rối sẽ lớn. Quyết định là nói lời của chư Phật nói đó. Điểm này cùng với cách nghĩ, cách nhìn của người thế gian khác hẳn. Người thế gian đều chú trọng phải sáng tạo, sáng tác, phát minh, vượt hẳn tiền nhân. Người đời sau vượt trội hơn tiền nhân. Nhưng trong Phật Pháp, con đường là bằng phẳng, chẳng có cách gì vượt hẳn tiền nhân. Quý vị sẽ hỏi, tại sao chẳng thể vượt qua? Bởi vì Pháp là bình đẳng Pháp, anh làm sao vượt qua được? Đề kinh của bộ kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu anh vừa vượt qua thì thanh tịnh mất rồi, bình đẳng cũng đã mất. Vậy thì vượt đến nơi nào? Vượt đến tam đồ ác đạo mà đi. Anh muốn làm Phật, làm Bồ Tát, xin thưa với quý vị, bình đẳng Pháp là chánh Pháp, bình đẳng Pháp là chân thật Pháp, là nhất thiết chư Phật thành thật chi ngữ. Chúng ta phải biết đạo lý này, hiểu rõ đạo lý này, biết được chân tướng sự thật này. Cho nên Phật tử tâm luôn luôn là bình lặng. Bình lặng tức là công phu của thiền định. Lục Tổ Đại Sư giải thích về thiền định. Cái gì gọi là thiền định? Ngoài chẳng chấp tướng, đây là thiền. Trong chẳng động tâm là định. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, liễu liễu phân minh là thiền, như như bất động là định. Cho nên vĩnh viễn an trú tại trong cảnh giới thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh thì quang minh, bình đẳng thì bất động. Đây là bốn chúng đệ tử đều phải biết chân tướng sự thật này, đều phải biết đạo lý này, phải hết lòng nỗ lực tu học. Lại xem phần kinh văn phía dưới. Di Lặc nhược hữu bài bán, thử tứ biện tài, ngôn phi Phật thuyết, bất sanh tôn trọng, cung kính chi tâm. Thị nhân dĩ oán tán cố, ư bị nhất thiết chư Phật Như Lai sở thuyết biện tài, giai sanh bài bán. Bài bán pháp dĩ, tác hoại pháp nghiệp, tác hoại pháp dĩ, đường đọa ác đạo. Những hạng người nào làm những việc này? Những người làm những việc này
rất nhiều, rất nhiều. Họ chẳng hiểu rõ đạo lý này, cho rằng các ông làm cách này, với tâm thái này, đây là đã lạc hậu. Việc này đã bị đào thải lâu rồi, chẳng biết cạnh tranh, chẳng biết cầu tiến bộ. Vậy nếu chúng ta nghe được người ta nói cách này, thì phải làm sao? Nếu nghĩ lại cũng đúng đấy, cả thế giới người ta đều đang cạnh tranh, chúng ta sao có thể trở thành tiêu cực như thế này? Nếu chẳng có một mớ trí tuệ tương đối khá, thì lòng tin của anh rất dễ bị lay chuyển. Vừa bị lay chuyển thì sai rồi, theo họ mà đi mất. Anh chẳng đi theo Phật mà đi theo chúng. Những người đó tâm họ là động, tâm viên ý mã, một giây một phút họ cũng chẳng dừng được. Đó là tâm gì? Điều này quý vị biết rồi, là vọng tâm. Họ là vọng tâm làm chủ. Phật dạy cho chúng ta an trú như như bất động. Như như bất động là chân tâm. Chân tâm làm chủ là Phật Bồ Tát. Vọng tâm làm chủ là phàm phu. Ranh giới cách biệt của phàm phu với thánh nhân là ở chỗ này. Chúng ta rốt cuộc là muốn làm phàm hay là muốn làm thánh? Nếu muốn làm thánh, vậy là đã biết rồi. Người nói những lời này rất nhiều, rất thường. Vì sao? Người phàm rất nhiều, thánh nhân ít. Có mấy người biết tán thán anh? Người biết tán thán anh, họ cũng là thánh nhân. Họ hiểu rõ, họ mới tán thán anh. Xét cho cùng thì thánh nhân ít, người phàm nhiều. Người phàm hủy bán, đây là một đạo lý tất nhiên. Chúng ta trong quá trình tu học nhất định có thể gặp phải, vả lại thường thường gặp phải, giờ nào nơi nào cũng đều gặp. Tự mình phải biết rõ, đến lúc đó xem định tuệ của anh có tác dụng được chăng. Có phải anh có thể trong cảnh giới rõ ràng vẫn như như bất động? Vậy đây là nói tứ biện tài này chẳng phải Phật nói, chẳng phải Phật nói. Hàm nghĩa của câu nói này rất sâu, rất rộng. Chúng ta học giáo, cũng tức là học tập kinh điển, phải thông được nghĩa của nó, không thể chết trong văn tự. Đó là sai. Cho nên học giáo, cách cao minh tuyệt diệu nhất là hiểu thông lý của nó. Học giáo lý, thứ đến là hiểu thông nghĩa của nó, giáo nghĩa. Chẳng thể chấp trước nơi văn tự. Lại có người nói, theo trong kinh nói đó, Di Lặc, nhược hữu nhân bài bán thử tứ biện tài. Quý vị thứ nghĩ, điều này chưa nghe nói qua, chưa gặp qua. Từ trước đến nay, chưa gặp qua. Nhưng anh có nghe nói, Đại Thừa chẳng phải Phật nói, tịnh độ chẳng cứu cánh, có nghe qua chưa? Tức là lời này, quý vị thử nghĩ xem có đúng không? Đại Thừa là Phật từ bốn thứ biện tài nói ra, tịnh độ là Phật từ bốn thứ biện tài nói ra. Họ nói rằng tịnh độ chẳng cứu cánh, nói Đại Thừa chẳng phải Phật nói, chẳng phải là phỉ báng bốn thứ biện tài này rồi sao? Nói rằng chẳng phải Phật nói sao? Họ đối với Đại Thừa giáo chẳng tôn trọng, đối với tịnh độ giáo chẳng tôn trọng. Đọc kinh anh phải biết xem nghĩa của nó rất sâu rất rộng. Vậy họ đã là hủy bán thì chắc chắn họ sẽ phá hoại chướng ngại, phá hoại Phật pháp, phá hoại đạo tràng, làm chướng ngại người học tập, khiến cho người thối mất lòng tin. Đây tức là tác hoại pháp nghiệp. Hậu quả chắc chắn đọa vào tam ác đạo. Tình hình đọa vào ác đạo, bộ kinh này vừa mở đầu thì đã nói ra. Quả báo là quá đáng sợ.
chúng ta xem đoạn sau cùng này. Thị có di lạc, nhược hữu tịnh tín, chư thiện nam tử, vị dục giải thoát, phỉ bán chánh pháp, nghiệp nhân duyên giả, bất dĩ tăng tật nhân cố, nhi tăng tật ư pháp, bất dĩ nhân quá thất cố, nhi ư pháp sanh quá, bất dĩ ư nhân oán cố, nhi ư pháp diệt oán. Đoạn khai thị này của Phật vô cùng quan trọng. Chúng ta thường thường vì phạm phải khuyết điểm nhỏ nhặt này mà tạo thành lỗi lầm lớn lao. Người tạo tội nghiệp này chẳng phải kẻ khác mà cũng là người học Phật. Chẳng phải người không học Phật, họ làm sao biết được có Đại Tiểu Thừa, họ làm sao biết được Đại Thừa Phật Thuyết. Đại Thừa chẳng phải Phật Thuyết, những lời nói này đều là người học Phật. Vả lại đối với Phật Pháp, có lẽ là người đều có trình độ nghiên cứu kha khá. Một người là tri kiến của mình sai lầm, một người là người nói ta cũng nói theo, tự mình chẳng có lập trường, chỉ nghe người ta nói. Người ta nói trên sách vở, sách là người nào viết ra vậy? Sách là người thời nay viết. Kinh Phật là 3.000 năm trước Phật nói. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ lưỡng, không thể nói người ta nói mình cũng nói theo. 3.000 năm truyền xuống những thứ này, nếu có vấn đề thì trong khoảng 3.000 năm đều chẳng có người giỏi hay sao? Đều chẳng có cao thủ, chẳng phát hiện ra, mãi cho đến 3.000 năm sau mới bị anh phát hiện. Có lẽ chưa hẳn anh đã quá xem thường người xưa rồi chứ. Người của 3.000 năm nay đều chưa phát hiện đến khuyết điểm, anh ngày nay mới nói ra khuyết điểm, chẳng đáng tin lắm. Đây là một thường thức phổ thông. Người đầu óc hơi có một tí tư duy logic cũng chẳng đến nỗi bị mê hoặc, chẳng đến nỗi bị đánh lừa. Vọng như là cùng gông, đây dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dũng ai, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi.